3 gói plan subscription mà Redbox cung cấp cho các bạn. Để đăng nhập vào trang web redbox.com và tiếp theo chúng ta sẽ vào phần login. Với phần login thì nếu các bạn chưa có account của Honey DJ thì chúng ta sẽ vào đây. Các bạn có thể điền hết đầy đủ mọi thông tin và bấm vào join. Tiếp theo khi các bạn đăng ký xong thì Redbox sẽ gửi cho các bạn một email để kích hoạt tài khoản của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần download. Với phần download thì các bạn sẽ thấy hiện tại của Redbox chúng ta sẽ là 6.6.4. Các bạn chỉ cần để agree và download. Như thế là các bạn đã có thể download xong. Và về các gói plan thì với hiện tại cái khi các bạn download phiên bản vừa download hồi nãy thì chúng ta sẽ mặc định ở gói free plan. Như các bạn có thể thấy thì Redbox 6 cũng cung cấp cho chúng ta thêm 3 gói plan, đó chính là gói core, gói creative và gói professional. Và nếu các bạn có thắc mắc gì về ba gói này thì các bạn có thể đặt câu hỏi dưới comment và mình sẽ làm một video riêng về từng gói plan subscription của Redbox 6. Và thế là các bạn đã có thể đăng ký và cài đặt Redbox 6 trên laptop của mình. Nếu bạn là một user của Redbox 5 và chưa biết cách nào để có thể đem lên list của Redbox 5 sang Redbox 6 thì các bạn có thể xem lại tập đầu tiên của mình. Và hẹn các bạn ở tập tiếp theo.